Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cùng với học sinh trong cả nước, hơn 321.000 trẻ mầm non và học sinh các cấp của tỉnh Hưng Yên tham gia lễ khai giảng năm học mới với hình thức trực tuyến, một lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có trước đây. Tin rằng, dù khó khăn đến đâu, với sự quan tâm của toàn xã hội, sự nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh, năm học 2021-2022 tiếp tục là năm học thành công của ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gặp mặt đoàn y tế tỉnh tình nguyện hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch COVID-19. Dù là khai giảng trực tuyến, các nhà trường trên địa bàn tỉnh đã truyền tải trọn vẹn không khí náo nức vui tươi tới học sinh và phụ huynh những nội dung trang trọng ý nghĩa của lễ khai giảng năm học mới. Anh Hà giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo. Xã Phạm Ngũ Lão phát huy hiệu quả mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, thị ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối tới các địa phương của 63 tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp trọng tâm phòng chống dịch thời gian tới. Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 4 tháng 9, toàn quốc ghi nhận trên 500.000 ca mắc COVID-19, đã có gần 280.000 người khỏi bệnh và trên 12.000 ca tử vong. Sau thời gian triển khai, công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tiếp thu các ý kiến của nhân dân, các nhà khoa học, tham khảo các bài học quốc tế, từng bước hoàn thiện để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Kết quả vừa qua cho thấy, công tác phòng chống dịch đang đi đúng định hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy vẫn phải tiếp tục vừa làm vừa lắng nghe với tinh thần không nóng vội và phải tổ chức quyết liệt để sớm kiểm soát dịch bệnh trở về trạng thái bình thường mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới các ngành, các cấp và các địa phương cần tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo chống dịch như chống giặc. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, ai ở đâu, ở đó, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đảm bảo để người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn, khi người dân có yêu cầu, phải đáp ứng kịp thời, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Về công tác y tế, cần tiếp tục thần tốc xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân một cách hiệu quả và an toàn, tổ chức tiêm vaccine ngay sau khi được phân bổ và ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu. Về sản xuất và lưu thông hàng hóa, từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương kết thúc giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm phòng chống dịch bệnh tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ động các nguồn lực hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, tiếp tục đảm bảo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh để người dân yên tâm và tự giác thực hiện theo phương châm dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm. Các địa phương khi ban hành theo thẩm quyền các quy định về phòng chống dịch phải cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo hiệu lực hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Hưng Yên và các địa phương chuẩn bị tốt các phương án, sẵn sàng hỗ trợ công tác xét nghiệm cho thành phố Hà Nội nếu diễn biến dịch bệnh ở đây phức tạp. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn cán bộ y tế tình nguyện thứ hai của tỉnh Hưng Yên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Dự buổi gặp mặt và trao quà động viên đoàn trước khi lên đường
có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn biểu dương các thành viên trong đoàn đã phát huy tinh thần tình nguyện đến tuyến đầu chống dịch là Thành phố Hồ Chí Minh, ổ dịch lớn và phức tạp nhất cả nước hiện nay. Mỗi thành viên trong đoàn thực sự là một chiến sĩ áo trắng trên trận tuyến bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân. Đồng chí đề nghị các thành viên trong đoàn tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo, phối hợp tốt với đội ngũ y tế Thành phố Hồ Chí Minh vượt mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời lưu ý giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh cho các thành viên trong đoàn. Anh chị em chúng tôi trong đoàn thì nói chung là mọi người đều xung phong ra trận và rất là nhiệt huyết, mọi người chuẩn bị tinh thần rất là cao và sẵn sàng nhận nhiệm vụ để hỗ trợ cho các đồng nghiệp của chúng tôi ở tuyến đầu chống dịch trong Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ cố gắng để vượt qua và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ. Đoàn gồm 20 thành viên đang công tác tại các bệnh viện của tỉnh và trung tâm y tế một số huyện. Đoàn cán bộ y tế thứ nhất của tỉnh Hưng Yên gồm 30 thành viên đang hỗ trợ điều trị tích cực tại tỉnh Đồng Nai. Trước đó, tỉnh Hưng Yên cũng cử đoàn 6 cán bộ y tế tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, cùng với học sinh cả nước, sáng nay hơn 321.000 trẻ mầm non và học sinh tại 10 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Hưng Yên khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến. Chương trình lễ khai giảng năm học mới diễn ra trang trọng, ngắn gọn, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng video kết nối gửi tới phụ huynh và học sinh, đồng thời phối hợp với phụ huynh chuẩn bị các tài khoản, đường truyền, thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng để học sinh học trực tuyến có kết nối Internet. Bên cạnh đó, các trường cũng chuẩn bị sách giáo khoa và đặc biệt là giáo án, phương pháp dạy thích hợp với học trực tuyến để đảm bảo chất lượng dạy và học. Các trường cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cho giáo viên và các em học sinh lớp 1. Học tập trung tại trường, đảm bảo an toàn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, song vẫn mang ý nghĩa thiết thực, tạo không khí phấn khởi. Ngành giáo dục cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án khi dịch COVID-19 được khống chế để đón học sinh trở lại trường. Để đảm bảo việc dạy và học trong năm học mới, đối với 35 điểm trường được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung ở 6 huyện đã được bàn giao lại cho các nhà trường. Năm học này, các nhà trường cũng chú trọng xây dựng thêm các khu rửa tay, nhà vệ sinh gắn với công tác phòng dịch COVID-19. Lễ khai giảng năm học mới với hình thức trực tuyến là điều đặc biệt, chưa từng có. Dù chỉ được gặp thầy gặp bạn qua màn hình máy tính ngày đầu tiên của năm học, nhưng vẫn trọn vẹn cảm xúc. Trường Tiểu học Nhật Tân, huyện Tiên Lữ ngày khai giảng năm học mới. Sân trường vắng lặng, không rực rỡ cờ hoa, không rộn ràng tiếng hát, tiếng cười của học trò. Chỉ có các thầy cô giáo tới sớm hơn, hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho lễ khai giảng năm học mới. Đây là một cái lễ khai giảng đặc biệt nhất trong cuộc đời. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để có một cái buổi lễ khai giảng thật là trọn vẹn đối với các em. Nhưng mấy hôm nay là đã lắp đặt tất cả các cái thiết bị đường truyền vào tất cả các lớp, kết nối với các em để cho các em làm quen. Dù chỉ được gặp thầy, gặp bạn qua màn hình máy tính, nhưng cũng không khiến cảm giác háo hức, mong chờ lễ khai giảng bị phai nhạt. Nhất là với những cô cậu học trò đầu cấp, từ sáng sớm, em Vũ Thành Lâm, lớp 1A trường Tiểu học Nhật Tân, đã được mẹ diện cho bộ quần áo mới, cùng đợi thời khắc tiếng trống khai trường. Con rất là phấn khởi. Hôm nào cũng hỏi mẹ ơi, thế ngày mai là con dậy từ mấy giờ? Thế sáng nay là con dậy được rất là sớm để cho buổi lễ khai giảng online. Đúng 7:30, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức trên toàn tỉnh, với sự nỗ lực mang tới cho học trò một lễ khai giảng trọn vẹn nhất. Ngoài các nghi lễ không thể thiếu như lễ chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng năm học mới, nhiều nhà trường đã sáng tạo qua những video clip về trường lớp, thầy cô, bạn bè hay những tiết mục văn nghệ vui tươi, sôi nổi. Qua đó lan tỏa niềm hy vọng, tin tưởng vào một năm học mới thành công, thắng lợi.
dịch COVID-19 đến, chúng tôi cũng phải thay đổi rất là nhiều. Chúng tôi đã phải làm quen với các ứng dụng công nghệ thông tin. Nhưng có lẽ chúng tôi nghĩ rằng những cái khó khăn đó lại trở thành những cơ hội để cho chúng tôi có thể có cơ hội được học tập và trau dồi thêm tri thức và đồng hành cùng với các em học sinh. Chúng tôi rất sẵn sàng và hy vọng và tin tưởng chúng tôi sẽ thành công. Em đã có 2 năm để học bằng hình thức trực tuyến này, thế nên em cũng không còn bỡ ngỡ gì nữa. Các thiết bị và các đồ dùng học tập đều đã có, thế nên là em cảm thấy mình đã sẵn sàng vào năm học mới ạ. Em mong bản thân mình có thể có được những cái thành tích tốt hơn so với năm trước ạ. Sau lễ khai giảng, ngoài bậc mầm non, thầy và trò các nhà trường sẽ bắt đầu năm học mới với hình thức trực tuyến. Riêng khối lớp 1 sẽ kết hợp 2 hình thức học trực tuyến và trực tiếp tại trường. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để thầy và trò các nhà trường tiếp tục thực hiện phong trào đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng phát triển năng lực người học. Thưa quý vị và các bạn, một lễ khai giảng đặc biệt mở đầu cho một năm học đặc biệt với nhiều khó khăn và thách thức. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên tiếp tục vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Như trong thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, không để một em học sinh nào không thể học tập do ảnh hưởng của đại dịch, không thể để cho nền giáo dục Việt Nam không hoàn thành sứ mệnh, trọng trách trước Tổ quốc và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý hành chính và cải cách hành chính, đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 156 cơ quan đơn vị thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008 và ISO 9001-2015, tăng 52 đơn vị so với năm 2020. Trong đó đã có 36 trên 36 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 10 trên 10 huyện thị xã thành phố và 69 trên 161 xã phường thị trấn đã công bố thực hiện đúng quy định về áp dụng duy trì tiêu chuẩn ISO. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình quy định khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, minh bạch hóa các quy trình tạo điều kiện cho các tổ chức công dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn 92 xã chưa hoàn thành việc xây dựng và áp dụng ISO 9001 vào hoạt động. Nguyên nhân chính là do các địa phương này còn thiếu trang thiết bị công nghệ thông tin, công tác an toàn an ninh thông tin chưa đảm bảo theo yêu cầu. Số lượng thủ tục hành chính tương đối nhiều khiến việc rà soát và hoàn thiện quy trình mất nhiều thời gian. Nhờ năng động tìm kiếm để đa dạng hóa mã hàng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nên kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2021 của Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long vẫn tăng so với cùng kỳ. 8 tháng đầu năm 2021, công ty đã hoàn thiện xuất khẩu gần 9 triệu sản phẩm quần áo, hàng may mặc sang thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, đạt tổng doanh thu trên 500 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Hiện công ty đã ký kết được đơn hàng sản xuất đến hết tháng 11 năm nay. Dự kiến tổng doanh thu của cả năm 2021 sẽ đạt gần 800 tỷ đồng. Việc giữ ổn định việc làm cho hơn 3.200 lao động với mức lương bình quân 8,6 triệu đồng một người trên tháng, chưa tính tiền thưởng ngày lễ Tết, là sự nỗ lực cố gắng thành công lớn của doanh nghiệp trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, trở thành tỷ phú trẻ từ cây chanh tư quý và chanh bonsai, anh Nguyễn Hữu Hà ở xã Tân Dân, huyện Quá Châu đã không giữ bí quyết làm giàu cho riêng mình. Những năm gần đây, anh còn nhân giống chuyển giao kỹ thuật trồng chanh cho trên 200 hộ nông dân trong toàn quốc. Rất nhiều trong số đó đã thành công vươn lên thoát nghèo từ cây chanh. Đang sở hữu 6 mẫu chanh với khoảng 2.000 cây, trong đó có khoảng 7 sào đã cho thu hoạch. Anh Thức ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động giờ đây đã có nguồn thu nhập tiền triệu mỗi ngày. Anh cho biết anh có được ngày hôm nay cũng nhờ 4 năm trước được gặp gỡ anh Nguyễn Hữu Hà, được hỗ trợ giống và kỹ thuật trồng giống chanh tứ quý. Hà giúp đỡ rất là nhiều, là hay thường xuyên xuống như này để thăm vườn này, rồi là những cái vấn đề về kỹ thuật. Rồi lúc nào mà có vấn đề gì thì mình điện thẳng lên mình hỏi. Quan trọng thì là sẽ xuống thế này thì là anh em cùng bàn tìm ra các cái phương án để chăm sóc. Mình coi như một người bạn, như một người thầy về tất cả mọi cái vấn đề về giống cây rồi kỹ thuật các thứ. Không chỉ hỗ trợ một số hộ trong tỉnh có nhu cầu chuyển đổi cây trồng, anh Hà còn chuyển giao giống và kỹ thuật chăm sóc cây chanh tứ quý cho nhiều hộ nông dân trong cả nước. Rất nhiều hộ nông dân đã đi lên thoát nghèo, làm giàu từ cây chanh tứ quý. Hiện tại mình phải có đến 600-700 nông hộ trồng chanh của mình và đang trồng và vẫn đang thu nhập rất tốt.
những hộ nông dân ở rất là xa, ví dụ như Đắk Nông, thì mình chia sẻ kỹ thuật qua hình ảnh, đấy, kết nối mạng lưới bán hàng qua trực tuyến. Bởi vậy thì nông hộ đó cũng không cần phải ra chợ vẫn bán hàng mà. Không chỉ trồng chanh tứ quý, anh Hà còn nghiên cứu và đưa ra thị trường giống chanh vàng Mỹ bonsai với giá hàng chục triệu đồng mỗi cây. Thu nhập mỗi năm của gia đình anh từ hai loại cây này đạt gần 10 tỷ đồng. Tháng 10 năm 2020, anh Nguyễn Hữu Hà được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động. Huyện Tiên Lữ đang tập trung xây dựng và đã hình thành nhiều khu dân cư kiểu mẫu, có quang cảnh khang trang, môi trường xanh sạch đẹp, làm thay đổi diện mạo làng quê và lan tỏa tới các địa phương khác. Thôn Triều Dương, xã Hải Triều có trên 1.000 hộ với 3.200 nhân khẩu từ khi xây dựng nông thôn mới đến nay. Nhân dân trong thôn đoàn kết đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp. 5 năm liên tiếp, thôn được công nhận là làng văn hóa, hiện đang tiếp tục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Thôn được quy hoạch rõ nét, nổi bật là khu tưởng niệm Bắc Hồ làm trung tâm. 100% các tuyến đã được cứng hóa, mặt đường rộng trên 3 mét. Trong đó, hai tuyến đường trung tâm thôn được giải nhựa đường, sông kẻ đá, hai bên đường được nhân dân trồng hoa cây xanh, sau đó bàn giao cho hội phụ nữ và các hộ dân ở đây chăm sóc, cắt tỉa. Huyện Tiên Lữ có 7 khu dân cư tiêu biểu gồm có thôn Muội Sảng, xã Hưng Đạo, thôn Triều Dương, xã Hải Triều, thôn Lạc Dục, xã Đức Thắng, thôn Nghĩa Chế, xã Dị Chế và các thôn Phù Oanh, Phượng Tường, Linh Hạ, xã Nhật Tân. Phấn đấu hoàn thành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ trong thời gian qua. Tuy nhiên, chập điện vẫn được coi là nguyên nhân hàng đầu. Dù vậy, thực tế hiện nay công tác phòng ngừa vẫn chưa được coi trọng, nhất là ở những khu dân cư đông đúc, nhà ở xen lẫn sản xuất kinh doanh. Đây là hình ảnh cháy nhà kho ở tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào, được người dân ghi lại vào chiều ngày 25 tháng 8 vừa qua. Và đây là những gì còn sót lại sau vụ cháy. Toàn bộ nhà kho cùng hơn 40 chiếc xe đạp điện mới đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên tới trên 100 triệu đồng. Rất may nhà kho ở độc lập nên không bị cháy lan và không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân được xác định là do sự sơ ý của con người dẫn đến chập điện gây ra cháy. Còn đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại ở khu dân cư gần đó thuộc phường Dị Sử. Nhà ở, nhà kho, khu tập kết phế liệu và cả khu tái chế và cả đường dây điện các loại, tất cả đều nằm liền kề sát nhau. Và nếu không may vì nguyên nhân nào đó mà xảy ra cháy nổ thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Nhằm hỗ trợ thiết thực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xã Phạm Ngũ Lão huyện Kim Động đã triển khai và đưa vào sử dụng mô hình camera giám sát trên toàn xã. Tuy mới đưa vào sử dụng, song mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp phát hiện và xử lý nhiều vụ việc tại địa phương. Điển hình là vào ngày 24 tháng 7, khi thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, xã Phạm Ngũ Lão có 19 công dân từ Hà Nội về địa phương, song lại khai báo về từ những ngày trước đó. Nhờ trích xuất camera, xã đã xác định được thời gian chính xác và yêu cầu người dân thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Cũng nhờ các mắt camera giám sát, đêm ngày 31 tháng 7, Công an xã Phạm Ngũ Lão đã phát hiện một đối tượng trộm cắp tài sản đi từ xã Nghĩa Dân qua địa bàn. Vụ việc đang được Công an huyện Kim Động xử lý theo quy định. Được biết, mô hình camera giám sát ở xã Phạm Ngũ Lão được lắp đặt từ đầu tháng 7 với 40 mắt cam, kinh phí đầu tư khoảng 500 triệu đồng, được trích từ nguồn ngân sách của xã. Các mắt camera được đặt tại các điểm giao thông quan trọng, khu vực đông dân cư, trường học, công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Mô hình bước đầu không những giúp ngăn chặn các hành vi trộm cắp, gây rối mà còn giúp nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường, đưa xã Phạm Ngũ Lão sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.